Còn mấy vậy? 8, 6, 4, 7, 3, 3. Có tiếc nuối không em ơi? Ngày vui rất thân tình và một tình yêu đâu số. Câu nào đúng sai? Tiếc nuối không em ơi? Nói cái skill chi kéo hoài cũng được cả. Mẹ đâu thì chưa. Chỉ muốn là nghe mà thôi. Cái kia nói anh em tình yêu mới thì có phải bên nói anh em tình yêu mới. Cái khoa nóng mày à? Hôm quá ta. À, anh Jeff đang xuống boss rồi. Hãy cho anh Jeff thời gian. Ồ vậy hả? Anh em tự chơi mít nha, anh còn lên kẹt con quái cuối rồi. Trên coi chừng nha, ghi đây, dòng vựng lên trên á. Nó còn spell nha. Ừ, cả mẹ đây, anh em đi đánh xong đi. Đi thôi mày, tí dậm được, giếp dậm. Lên đi trước cho. Wow. Đi theo em, cover em cái. Có con díp kìa. Chỗ tấn khoa nè anh em. Chỗ anh JF nè. Có gì quýnh con Wonder chứ nha. Từ đó, từ đó. Nó hết view kìa. Chiều có đầu đi quay đúng luôn á. Bắn tưởng mình có tính mình vút cái xà. Mình thấy bắn, bắn con Heather. Hay luôn. À, thế nha. Vút vút tốt ý ngay chứ. Hello Trình Hòa nha. Bắn để ăn ăn cái khác thôi. Ôi, nó làm lẹ dữ vậy. Bụi đó còn hiệu quả quay. Cái gì? Hả? Không. Kêu em bụi đó còn hiệu quả. Mà Gia Nam biết rồi. Này có cầu đúng không? Không, nó cùng đen. Nãy thì tăng thêm xíu à. Không được à. Giáp đi vậy. Nó mất chạy rồi nè. Né à cách. Em đang tính không đỡ đem giết Wonder á. Đỡ
tròn. Nó mất giải rồi nha. Em không có đỡ quá đó là em đá quên rồi. Được được được, cứ gạt lấy chùi đi. Coi coi làm sao. Kệ kệ kệ. Kéo xuống hết luôn đi. Mẹ nóng lắm rồi. Được thì cho nó xuống hết nguyên team đi. Phụ ông xảo, ông kia công cái bà xã ơi. À, thôi mày bà xã về đi, để anh solo. Đang đá không được. Bà xã di chuyển ấy, để anh li bó ra. Cây thế nhờ. Hết thì đẩy đi, em có em ở đây nè. Em với anh thì chưa đủ nha. Hai tay Wonder mít rồi. Nó lại dầm được không ta? Mấy con này quan trọng nè. Wonder đâu? Rồi. Hết lan rồi. Gì nè, bức tóc 17 giây ra mục tiêu lớn rồi. 15 giây nữa. Có đây có chừng nó có lăn lủng không? Lăn lủng lắm. Cái này cái cầm á, cái hướng này là hướng nó gan rộng á. Những cái này ra chỗ em hay gì á. À, từ từ đợi đứng khoa nè, từ từ đợi đứng khoa nè. Cái đèn thiếu một người, tôi định đen qua nè. Anh dép ơi. Ở dưới rồi quay. Hát tới hết tì vậy. Không cầm mít luôn á. Giờ thôi vậy thôi, ăn mục tiêu đi. Cô ghét chưa? Thù anh cũng đang thèm của đó quá. Em muốn làm tí không anh? Quá em nè. Qua ghét không Khoa? Ghét nó có quần đỡ. Chừng chè. À được, nó hết tiền. Mấy hết, mấy hết. Không đợi hỏi tiền lẹn. Tôi có yên công á, tôi thả bó được. Hay thả ép luôn ta. Rồi, thả đẹp mà. Không, ăn con này phí thời gian lắm anh ơi. Thầy top lên luôn cũng được quay.
Nè nè anh coi anh nghĩ cái tên top cái nào chứ từ nha. Top không biết. Tôi biết không ai đợi à. Ở dưới bánh coi chừng quay ơi. Hai giờ mất thành tẩy nha, hai giờ mất thành tẩy rồi. Em mới ra muốn set up lại từ từ không? Hết máu rồi. Set up lại. Hình như kia mất lan rồi đúng không? Gồng luôn quá. Để coi qua boss tham không? Con ta limit này quan trọng nè, nếu mà mình mà đẩy cái limit lên bao nhiêu giờ chơi được lên là mình phải có mặt 5 người á. Nè boss nè, đúng boss đen bạc. Lên top rồi đấy chưa? Có boss mid nè, boss mid nè. Top lên sao? Ờ đang ra nè, đang qua rồi. Mid boss, mid boss. Em vô cái cạnh trước nè. Con dỗ con Jaina rồi. Nó hút Jaina lăn về. Mất giải rồi, mất giải rồi. Câu cái gì quá. Boss nha, có boss, có top nha. Có chuyện chết, có chuyện chết. Jaina không đẹp. Mid vô là win rồi. Chi. Come and get.